Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày bất kiết khó tìm cầu, con đang nghe thấy chương trì tụng người tỏ như lan người nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 627, kinh Đại Thừa Nhập Lan Già, quyển 4, phẩm 3, vô thường, phần 1. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: Ta sẽ nói cho ông nghe về tướng sai biệt của ý hành thành thân. Ông hãy nghe và suy nghĩ cho kỹ. Bồ Tát Đại Tuệ xin vâng lời. Đức Phật nói: Này Đại Tuệ, có ba loại ý thành thân. Đó là: một, ý thành thân đạt được trong niềm vui nhập tam bụi; hai, ý thành thân đạt được trong sự nhận biết tự tánh của pháp; ba, ý thành thân của hành động vô tác thuộc chủng loại câu sinh. Những bậc tu hành nhập sơ địa rồi dần dần chứng đắc các thân ấy. Này Đại Tuệ, thế nào là ý thành thân đạt được trong niềm vui nhập tam bụi? Đó là trong các địa thứ ba, thứ tư, thứ năm, các bậc tu hành nhập tam muội bỏ các thứ tâm và được yên tĩnh bất động, những làn sóng thức không còn khuấy động trong biển tâm. Khi ấy nhận biết những gì hiện hữu của thế giới bên ngoài do tâm hiện đều không có sở hữu. Đây gọi là ý thành thân đạt được trong niềm vui nhập tam muội. Thế nào là ý thành thân đạt được trong sự nhận biết tự tánh của pháp? Khi bậc tu hành ở địa thứ 8 hiểu rõ vạn pháp giống như huyễn, hoàn toàn không thực tướng, vì ấy thể nghiệm sự chuyển đổi nơi tâm thức và an trú thiền định như huyễn cùng các tâm mùi khác, có thể hiện vô lượng thần thông tự tại, thì theo ý nguyện vẽ chuyển động nhanh như đóa hoa tung cánh nở tròn, giống như huyễn hóa như giấc mộng, như ảo ảnh, như hình tượng. Cái thân không phải được cấu tạo bằng bốn đại, nhưng được cấu tạo như tương tự được trang nghiêm đầy đủ tất cả sắc tướng, thì nhập khắp trong cõi Phật và thâu suốt tự tánh của các pháp. Đây gọi là ý thành thân đạt được trong sự nhận biết tự tánh của pháp. Thế nào là ý thành thân của hành động vô tác thuộc chủng loại câu sinh? Nghĩa là thông đạt pháp tướng của chư Phật tự chứng, gọi là ý thành thân hành động vô tác thuộc chủng loại câu sinh. Này Đại Tuệ, ông hãy nỗ lực quan sát thông suốt về ba tướng trạng của ý thành thân. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: Đại thừa, ta không thừa, không âm thanh ngôn ngữ, không chân lý giải thoát, không cảnh giới vô tướng. Đại thừa là một thừa tam ma đề tự tại, và một ý thành thân trang nghiêm hoa tự tại. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có dạy về năm tội vô gián, về năm tội ấy là gì, và những ai phạm phải đều rơi vào địa ngục A Tỳ. Đức Phật bảo ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho thầy rõ. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Vâng, Bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo: Này Đại Tuệ, năm tội vô gián là: một, giết cha; hai, giết mẹ; ba, giết la A La Hán; bốn, phá hợp tăng; và năm là ôm lòng ác nghịch làm cho Phật chảy máu. Này Đại Tuệ, thế nào là mẹ của tất cả chúng sinh? Nghĩa là do tham dẫn sinh câu hữu với hỷ và tham, như sự nuôi dưỡng của mẹ. Thế nào là cha? Đó là vô minh làm cho sinh vào lòng của xấu xứ. Khi đoạn diệt hai căn gốc này thì gọi là giết mẹ và cha. Thế nào là giết A-la-hán? Nghĩa là tùy miên kẻ oán thù như con chuột độc, cuối cùng được đoạn diệt, thế nên gọi là giết A-la-hán. Thế nào là phá hợp tăng? Sự tập hợp của các uẩn và các đặc tướng của nó vốn là sự tùy thuộc hội tương, giữa sự khác biệt đoạn diệt được hoàn toàn tất cả. Đây gọi là phá hợp tăng. Thế nào là ôm lòng ác nghịch làm thân Phật chảy máu? Thân thể gồm 8 thức nhận biết một cách sai lầm rằng tướng chung và tướng riêng ở ngoài tâm, do tâm sai lầm bởi ba giải thoát và vô lậu nên hoàn toàn bị diệt từ tánh thức kia và thân Phật. Đây gọi là ôm lòng ác nghịch làm thân Phật chảy máu. Này Đại Tuệ, đây là năm tội vô gián tự nội. Đó, có người nào thể nghiệm năm tội vô gián này là chứng đắc pháp chân thật? Này Đại Tuệ, có năm tội ngoại vô gián, ta sẽ nói để ông và các Bồ Tát khác khi nghe ý nghĩa này rồi đến đời tương lai không sinh nghi hoặc. Năm tội ngoại vô gián là gì? Đó là các tội vô gián được ghi trong các kinh điển. Người nào mắc phải tội này thì không thể chứng đắc một biểu hiện nào với ba giải thoát, trừ khi Đức Như Lai hay các đại Bồ Tát và đại Thanh Văn thấy những ai tạo nghiệp vô gián. Các vị ấy muốn khuyên giúp những người này để làm cho họ sẽ đổi lỗi lầm, nên vận thần thông thể hiện cùng làm việc với họ, tức thời họ hối lỗi, từ bỏ ác hạnh được giải thoát. Đây là cách ta thể hiện biến hóa, chứ chẳng phải là sự tạo tác thật có. Nếu người nào thật sự tạo tác vô gián
thì không bao giờ thân hiện tại được giải thoát, ngoại trừ họ nhận biết được những gì hiện hữu hay tồn tại nơi cuộc đời, không khác, không gì khác ngoài chính tự tâm. Họ vượt ra ngoài sự cố chấp phân biệt về tự ngã và những thứ thuộc về tự ngã. Hoặc vào đời tương lai, họ thọ sinh nơi khác, hoặc gặp thiền trí thức, thoát khỏi những sai lầm về phân biệt mà chúng đã giải thoát. Đức Thế Tôn liền nói kệ: Tham ái gọi là mẹ, vô minh gọi là cha, thức nhận biết thế giới, đây được gọi là Phật. Kết sự A-la-hán, uẩn tụ hòa hợp tăng, các thứ này đoạn diệt gọi là nghiệp vô gián. Bây giờ Bồ Tát Đại Thệ bạch Thế Tôn: Xin Thế Tôn dạy cho con biết về thể tánh của chư Phật. Đức Phật bảo: Này Đại Tuệ, khi sự vô ngã về nhân và pháp được hiểu, trừ hai chướng ngại, lìa hai hoại loại chết, hai nhóm phiền não được đoạn diệt, thì đó là thể tánh của Phật. Này Đại Tuệ, hàng thanh văn và chữ chép được hai pháp này cũng gọi là Phật. Ta dùng nghĩa này chỉ để nói một thừa. Đức Thế Tôn nói kệ: Biết rõ hai vô ngã, trừ hai chướng hai não, và tự chẳng thể nghĩ bàn, thế nên gọi Như Lai. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bồ Thế Tôn, theo ý sâu xa nào mà Như Lai tuyên bố trước đại chúng rằng ta là tất cả chư Phật trong quá khứ, và nói ta đã trải qua trăm ngàn kiếp sinh ra trong nhiều hình tướng khác nhau, có lúc là chuyển luân thánh vương, voi, chim anh hội, anh vũ, nguyệt quang, diệu nhãn. Đức Phật bảo: Này Đại Tuệ, dựa vào bốn loại bình đẳng sâu xa, Như Lai ứng chánh đẳng đẳng giác ở giữa đại chúng nói thế này: Ta là Phật Câu Lưu Tôn, Phật Công Đa Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp. Bốn loại bình đẳng sâu xa ấy là gì? Đó là: một bình đẳng về chữ, hai bình đẳng về ngôn từ, ba bình đẳng về giáo pháp, bốn bình đẳng về thân. Thế nào là bình đẳng về chữ? Nghĩa là tên của ta là Phật, cũng dùng chữ Phật này để gọi cho tất cả các đức Như Lai. Chữ Phật này không bị phân biệt sai khác nhau, và nó hoàn toàn bình đẳng. Thế nào là bình đẳng về ngôn từ? Đó là 64 âm của ngôn ngữ Phạm Thiên được ta phân biệt. Tất cả các đức Như Lai cũng sử dụng những ngôn từ này, và bản chất âm thanh giống như chim, cá lăng còn già, không hơn con kém, không có sự khác nhau. Đây gọi là sự bình đẳng về ngôn từ. Thế nào là bình đẳng về thân? Ta và các đức Phật đều như nhau về pháp thân và sắc tướng, với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không có sự khác biệt. Ngoài trừ các đức Như Lai, vì sự giáo hóa chúng sinh nên phải hiện ra các loại thân theo hoàn cảnh của chúng. Thế nào là bình đẳng về giáo pháp? Ta cùng các đức Phật đều cho đắc các giáo pháp thuộc 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề. Bốn pháp bình đẳng này Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đã tuyên bố trong đại chúng như vậy. Đức Thế Tôn nói kệ: Ca Diếp Câu Lô Tôn, Câu Na Hàm là ta, dựa theo bốn bình đẳng về các đệ tử Phật. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bồ Thế Tôn, Thế Tôn đã dạy rằng ta thêm chứng ngộ cho đến đêm nhạc Niết Bàn. Trong suốt thời gian ấy, ta không nói lên một từ nào, cũng không bao giờ nói hay sẽ nói. Không nói là lời nói của Phật. Bạch Thế Tôn, theo ý nghĩa sâu xa nào mà Thế Tôn bảo như vậy? Đức Phật nói: Là Đại Tuệ, theo hai điều trong ý nghĩa sâu xa mà ta nêu lên lời này, hai điều ấy là gì? Đó là pháp tự chứng và pháp thường trụ. Thế nào là pháp tự chứng? Điều gì mà các đức Như Lai thể chứng thì đó là điều mà chính ta cũng chứng, không tăng không giảm. Vì cảnh giới của trí tự chứng vượt khỏi tướng ngôn thuyết và phân biệt, vượt khỏi cả tướng danh tự. Thế nào là pháp thường trụ? Nghĩa là bản chất của sự vật như vàng bạc vẫn ở tại mỏ, dù cho Phật có xuất hiện hay trên đời này hay không, thì pháp thường trụ, nên pháp tánh thường trụ, pháp tánh của pháp giới đều thường trụ. Này Đại Tuệ, bây giờ có người đi trong đồng trống mênh mông, gặp một thành cổ và những con đường bằng phẳng trật tự, người liền đi vào thành này nghỉ ngơi, hưởng những thú vui thoải mái. Này Đại Tuệ, ông nghĩ thế nào? Người có làm ra con đường để vào thành và có làm ra bao nhiêu thứ khác trong thành ấy chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo: Này Đại Tuệ, chân như mà chính ta và các đức Phật đã chứng ngộ là pháp tánh thường trụ cũng là như vậy. Cho nên ta nói rằng, từ khi Như Lai mới thành Phật cho đến lúc nhập Niết Bàn, trong thời gian ấy Như Lai không nói một chữ, thì sẽ không tuyên nói, cũng sẽ không tuyên nói một từ nào.
Đức Thế Tôn nói kệ, đêm ta thành chánh giác, đến đêm nhập niết bàn. Trong khoảng thời gian ấy, ta đều không nói gì, hết thường trụ tự chứng. Gọi là lời sâu xa, ta và các Như Lai không khác nhau tí nào. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, và Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con biết về sự hữu tướng hay vô tướng của tất cả các pháp, làm cho con cùng các đại Bồ Tát khác phát khởi những tướng này và chống thành tựu tuệ giác vô thường. Đức Phật bảo hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, thưa vâng bạch Thế Tôn, Đức Phật nói, này đại tuệ chúng sinh nơi thế gian này, phần nhiều bị rơi vào hai kiến giải, đó là ý niệm giờ hữu và phi hữu. Bị rơi vào hai kiến giải này, cho nên họ tưởng tượng ra sự giải thoát ở chỗ không giải thoát. Thế nào là thấy, là sự thấy giờ hữu? Đó là họ cho rằng nhân duyên thực sự hiện hữu mà sinh ra các pháp, chứ chẳng phải nhân duyên vốn phi hiện hữu. Do đó họ nói đến các pháp thực sự hiện hữu từ nhân duyên sinh ra, nên cái gì phi hiện hữu thì họ cho là chẳng phải sinh ra từ pháp. Này đại tuệ, nói như vậy tức là nói về nhân duyên không thật có. Thế nào là sự thấy về phi hữu? Đó là biết chấp nhận tham, sân, si và vọng chấp về tánh phi thực của nó. Này đại tuệ, có người phân biệt tướng hữu nhưng không chấp nhận tướng hữu của các pháp. Là có người biết như chư Như Lai thanh văn duyên giác không có tánh tham sân si, mà chấp rằng tham sân si không hiện hữu. Trong hai người này, ai là người đáng gọi là bị hủy hoại? Bồ Tát Đại Tuệ bạch, bạch Thế Tôn, người phá hoại là người có tánh tham sân si rồi, là không chịu chấp nhận tham sân si. Đức Phật nói, lành thay, ông đã hiểu lời ta hỏi. Không phải chỉ có người này là kẻ bị hủy hoại do quan niệm tham sân si là hiện hữu, rồi lại cho rằng không hiện hữu, mà người này còn phá hoại cả đặc tính của Như Lai thanh văn duyên giác. Vì sao? Vì các phiền não không thật có, và bên trong hay bên ngoài ta tánh không khác nhau, cũng không phải không giống nhau. Này đại tuệ, tánh tham sân si cũng không thật có, dầu bên trong hay bên ngoài chúng không có thể tánh và không thể nắm bắt được. Đức Phật thanh văn duyên giác từ bản chất là giải thoát, không bị ràng buộc và nguyên nhân gây nên sự ràng buộc. Này đại tuệ, ở đâu bị ràng buộc thì ở đó có sự ràng buộc và nguyên nhân gây nên sự ràng buộc. Ai nói như vậy gọi đó là người phá hoại. Đây là tướng hữu và vô. Ta khẳng định theo ý nghĩa sâu xa này mà nói, thà khởi chấp ngã như núi Tu Chi còn hơn là khởi chấp không trống rỗng. Kẻ ôm lòng tăng trưởng mạnh trở nên quan điểm này thì gọi là kẻ bị hủy hoại, bị rơi vào quan điểm chung và riêng. Họ ưa thích trong quan điểm đó mà không hiểu rằng các pháp do tâm hiện ra. Khi không hiểu điều này cho nên thấy các pháp bên ngoài vô thường, biến đổi trong từng sát na, làm khác tướng uẩn xứ giới. Chúng cứ lưu chuyển liên tục, sinh khởi, hoàn diệt. Nhưng ai theo sự phân biệt sai lầm, rời khỏi tướng văn tự cũng thành kẻ hủy hoại. Đức Thế Tôn nói kệ, hữu vô là nhị biên, cho đến tâm sở hành. Cảnh giới này tịnh trừ, tâm bình đẳng, vắng lặng, không chấp giữ cảnh giới, không diệt, không thật có, chân như và diệu vật, như cảnh giới bậc thánh. Hiện hữu vốn không sinh, sinh rồi lại mất đi, nhân duyên hữu phi hữu, ai không trụ pháp ta, không ngoại đạo hay Phật, không ta hay kẻ khác, do duyên mà có hữu, làm sao phi hữu được, ai do duyên thành hữu, lại được gọi phi hữu. Tà kiến gọi là sinh, vọng tưởng chấp hữu vô, đã biết không sự sinh, cô không có gì diệt, xem thế giới tịch tỉnh, hữu vô đều xa lìa. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ lại thành hỏi Phật, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con về tướng của sự thể chứng và cho con và các Bồ Tát khác không đạt ý nghĩa này, không mà bị trôi theo tất cả kiến giả sai lầm, chống đạt về giác vô thường. Đức Phật bảo hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho thầy rõ. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, vâng bạch Thế Tôn, Đức Phật nói, này Đại Tuệ, tất cả hàng thanh văn chuyên giác có hai cách về sự thể chứng. Hai cách đó là gì? Một, pháp tướng tâm thú. Hai, pháp tướng ngôn thuyết. Pháp tướng tâm thú là nghĩa là cảnh giới cao vời của sự chứng đạt tự nội,
có liên hệ gì đến văn tự, ngôn ngữ, phân biệt dẫn vào cảnh giới vô lậu, thành tựu kinh nghiệm tự nội, hoàn toàn vượt qua tất cả, nhân si tư hiểu biết bất chánh, chinh phục hàng tà ma ngoại đạo, phát sinh ánh sáng trí tuệ. Đây gọi là những đặc tính của sự thể chứng pháp tướng ngôn trí, nghĩa là những chất pháp được nêu trong chính bộ giáo điển, làm cho xa lìa những ý niệm nhị biên về hữu và vô, về giống nhau và khác nhau, dùng những phương tiện khéo léo tùy theo tâm của chúng sinh, làm cho họ thâm nhập giáo pháp này. Đây gọi là pháp tướng ngôn thuyết. Thầy và các Bồ Tát hãy nỗ lực tu học. Đức Thế Tôn nói kệ: Tôn thú và ngôn thuyết tùy chứng về giáo pháp, nhưng ai khéo thông hiểu, không theo lầm kiến giải, sẽ phân biệt kẻ ngu, không là tướng chân thật, sẽ không còn vượt qua, không pháp có thể đạt. Quán sát các hữu vi, những sinh diệt tương tục, tăng trưởng nơi nhị biên, đạo điên không nhận thức, biết bàn lìa tâm ý, giáo pháp này chân thật, nhìn đời đều hư vọng như mộng viễn cây chuối, không có tham sân si, cũng không có ngã nhân, tự ái sinh các uẩn, hãy nhìn như giấc mộng. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn nói cho con nghe, thế nào là tướng phân biệt sai lầm? Vì sao sự phân biệt sai lầm này khởi ra? Nguyên nhân nào sinh ra sự phân biệt này? Và tại sao nó sinh khởi? Ai sinh ra nó? Vì sao gọi là phân biệt sai lầm? Đức Phật nói là Đại Tuệ, hay lắm, hay lắm. Vì thương tưởng chư thiên và loài người, thì mới hỏi ý nghĩa này. Vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho nhiều người. Ông hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ những điều ta nói. Bồ Tát Đại Tuệ xin vâng. Đức Phật nói là Đại Tuệ, đối với những sự kiện phức tạp, các chúng sinh nhìn nhận một cách sai lầm, thì bị ràng buộc chính tự nơi tâm. Họ chấp chặt và bị ràng buộc vào sự chấp giữ, mà khởi ra những sự phân biệt, nên bị rơi vào kiến giải nhị biên, dị hữu và vô. Họ bị nuôi dưỡng bởi tập khí của kiến giải sai lầm, của hàng ngoại đạo, khi tâm và những tướng tuột về tâm cùng sinh khởi, họ chấp những đối tượng bên ngoài là thật có, chấp trước nơi bản ngã, và những gì thuộc về ngã, nên gọi là phân biệt sai lầm. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, theo lời Thế Tôn dạy, thì những sự kiện phức tạp của các đối tượng bên ngoài, bị người ta nhìn nhận một cách sai lầm, nên bị rơi vào kiến giải hữu và vô. Bà Thế Tôn định nhất nghĩa đế cũng như vậy, không có những phương tiện trải nghiệm, lý luận, nhân, minh. Ví dụ, bà Thế Tôn, làm sao mà đối với những ý nghĩa này, bảo là sự sinh khởi phân biệt, thì trong đệ nhất nghĩa là không bảo là có sự sinh khởi. Một chỗ thì Thế Tôn bảo nó làm cho sinh khởi, một chỗ Thế Tôn lại bảo nó không làm cho sinh khởi. Như thế chẳng phải Thế Tôn đã lập luận sai trái đó sao? Theo Thế Tôn thì vì phân biệt sai lầm nên bị rơi vào kiến giải nhị biên, dị hữu và vô. Giống như nhà ảo thuật tạo ra nhiều cảnh không thật, sự phân biệt cũng như vậy. Thật ra hiện hữu tụi nó không phân biệt. Nếu vậy thì tại sao người ta lại ca ngợi nhị biên? Phải chăng họ lại rơi vào cái nhìn của thế gian? Đức Phật nói là Đại Tuệ, phân biệt vốn không sinh không diệt. Vì sao? Vì không có sự sinh khởi sinh phân biệt về tướng hữu và vô. Vì sự nhận biết mọi hiện tượng bên ngoài đều là không thật, hãy thấy rõ rằng những hiện tượng ấy không gì khác ngoài tâm. Chỉ vì những kẻ ngu muội phân biệt đấm trước mọi hiện tượng trong cuộc đời này, vốn chính từ tâm của họ mà nói như vậy. Thật ra sự nhận thấy đó đều do tâm tạo. Nếu không phải bảo vậy thì làm sao họ đoạn trừ ý niệm về ngã và thuộc về ngã, cùng tất cả quan niệm chấp trước, xa lìa những nhân xấu, tự tạo hay tạo cho người khác. Làm sao họ có thể nhận ra rằng không có gì ngoài tâm để chuyển đổi ý thức của họ? Làm sao họ có thể nhận thức rõ ràng về các địa để đạt được cảnh giới của chư Phật và sẽ bỏ những nhận thức phân biệt tự tánh của năm pháp? Thế nên tâm bảo rằng phân biệt hư vọng sinh khởi là do chúng ta chấp vào vô số các cảnh giới hiện hữu là tự tâm. Hãy nhận chân thật tại rõ ràng như vậy thì mới được giải thoát. Đức Thế Tôn lập lại bằng kệ tụng: Những ai nhìn thế gian sinh từ nhân và duyên, tương ưng cùng tự cứu, tức không hiểu pháp ta. Đời chẳng phải hữu vô, câu hữu, không câu hữu, phàm phu và phân biệt, bảo do nhân và duyên, phi hữu và phi vô, cũng lại phi hữu vô.
Qua thế gian như vậy, chuyện tâm chứng vô ngã. Tất cả pháp không sinh, chúng từ duyên sinh khởi. Những gì từ sinh từ duyên là những pháp bất sinh. Quả không tự sinh quả, phạm lỗi về hai quả. Vì không có hai quả nên không có thực tánh. Quán các pháp hữu vi, rời năng duyên sở duyên, tất nhiên chỉ là tâm. Ta nói pháp duy tâm, nơi tự tánh hiện lượng, duyên pháp đều xa lìa, hoàn toàn sự tình diệu, ta gọi là tâm lượng. Cấu trúc ngã giả danh, thật không có thực tánh, các uẩn cũng giả danh, đều không có thật sự. Có bốn loại bình đẳng, tướng, nhân và sự sinh, vô ngã là thứ tư, người tu hành quán sát, lìa tất cả kiến giải, và năng sở phân biệt, không được cũng không sinh, ta gọi tâm hiện lượng. Phi hữu phi hiện hữu, hữu vô đều xa lìa, lìa khỏi tâm như vậy, ta gọi là tâm lượng. Chân như không thực tế, pháp giới và niết bàn, các loại ý sinh thân, ta gọi là tâm lượng. Tập khí buộc vọng tưởng, tất cả từ tâm sinh, chúng sinh thấy là ngoài, ta gọi là tâm lượng. Bên ngoài không thật có, chúng được hiện từ tâm, thân tài sản và cửa, ta gọi là tâm lượng. Bây giờ Bồ Tát Đại Tệ Bạch, Bạch Thế Tôn Đức Thế Lai dạy rằng, như ta đã nói, ông và các Bồ Tát khác không nên chấp vào ý nghĩa của các từ. Bạch Thế Tôn, thế nào là ý nghĩa của các từ? Đức Phật nói, ông hãy lắng nghe và suy nghĩ thật kỹ. Bồ Tát Đại Tệ Bạch vâng Bạch Thế Tôn. Đức Phật nói, đại đại tuệ, ngôn từ nghĩa là dựa vào phân biệt và tập khí làm nguyên nhân, dựa vào răng hàm lợi lưỡi môi và xoang của miệng mà phát ra những âm thanh, thanh âm văn tự đối thoại với nhau, đây là ngôn thuyết. Thế nào là nghĩa? Vì đại Bồ Tát một mình ở nơi vắng vẻ, dùng trí tuệ văn tư tu và đến con đường niết bàn được cảnh giới từ chúng, cho đời các tập khí thực hành có số hành tướng ở nơi các địa, đây gọi là nghĩa. Này đại tuệ Bồ Tát thực hành thành thục đối với các từ ngữ và ý nghĩa, nhận thấy rằng từ ngữ và ý nghĩa không đồng nhất, cũng không khác. Từ ngữ và ý nghĩa cũng là như vậy. Nếu ý nghĩa khác với từ ngữ thì nó sẽ không được biểu hiện nơi ý nghĩa. Nhưng nơi từ ngữ mà nhận thấy ý nghĩa, như sự vật được chiếu sáng bởi ngọn đèn. Này đại tệ, bao nhiêu có người cầm đèn chiếu về đồ vật và biết rằng những vật như vậy đang ở đây và ở chỗ này. Cũng vậy này đại Bồ Tát, nhờ vào cái đèn của từ ngữ và ngôn thuyết mà Bồ Tát vượt khỏi ngôn thuyết, chụp vào cảnh giới từ chúng. Này đại tuệ, nếu có người chấp vào ý nghĩa của ngôn từ và chấp vào những xác nhận của chúng về tự tánh niết bàn, chúng không sinh không diệt về ba thừa, nhất thừa năm pháp tâm tức tự tánh, người ấy sẽ rơi vào kiến giải hoặc kiến lập hoặc phỉ báng, vì khác nhau như vậy nên bị phân biệt, như thấy việc chuyển hóa là chấp là thật có. Người ngu như mới như vậy, chứ người trí thì không như vậy. Đức Thế Tôn lặp lại kệ tụng, nếu theo ngôn chấp nghĩa kiến lập nơi các pháp, vì sự kiến lập đó chết đọa vào địa ngục, trong uẩn không có ngã, không uẩn tức là ngã, không như phân biệt ấy chẳng hữu và phi hữu, như người ngu phân biệt tất cả đều có tánh. Nếu nhận thế như thế, đều nên thấy chân thật, tất cả pháp dơ sạch, hoàn toàn không thể tánh, không như người kia thấy và cũng không thật có. Này đại tuệ, ta sẽ nói cho ông nghe về tướng của trí và thức. Ông và các đại Bồ Tát khi đã thành thạo về tướng của trí và thức thì các ông sẽ chống đạt đến vô thượng cho đẳng chánh giác. Này đại tuệ, có ba loại trí: thế gian, xuất thế gian và xuất thế gian thượng thượng. Thế nào là trí thế gian? Nghĩa là tất cả ngoại đạo phàm phu vì đang buộc vào pháp hữu và vô. Thế nào là trí xuất thế gian? Nghĩa là hàng thanh văn và duy giác vì đang buộc vào tướng chung và tướng riêng. Thế nào là trí xuất thế gian thượng thượng? Nghĩa là chư Phật Bồ Tát quán sát tất cả các pháp đều vô tướng, không sinh không diệt, phi hữu phi vô, chúng pháp vô ngã, nhập Như Lai địa. Này đại tuệ, có ba loại trí, đó là trí biết tướng chung và tướng riêng, trí biết sinh diệt, trí biết không sinh không diệt. Này đại tuệ, sinh diệt là thức, không sinh diệt là trí, trên vào tướng vô tướng và lấy các tướng hữu vô làm nhân, thức là liệt tướng vô tướng và nhận hữu vô là trí. Tức có sự tích tập và trí là tướng phi tích tập. Bị ràng buộc vào tướng cảnh giới là thức, không bị ràng buộc vào tướng cảnh giới là trí. Thức được sinh ra do sự hòa hợp của ba tướng,
trí trong tuổi tấn của nó là vô ngại. Tôi có thể nắm bắt là thức, tôi có thể nắm bắt là trí. Đó là cảnh giới sở hành của tuổi chứng bằng thánh trí. Như mặt trăng trong nước, không vào cũng không ra. Đức Thế Tôn nói kệ nghiệp do tâm chất chứa, để quan sát các pháp tuệ chứng đạt vô tưởng tự tại và tự tại oai quang. Tâm buộc vào cảnh giới để phát sinh giác tưởng vô tướng và tối thắng. Trí tuệ khởi nơi đây, tâm ý cho đến thức lìa các tưởng phân biệt, được pháp vô phân biệt. Bồ Tát khác thanh vân tịch lặng nhận tối thắng. Như Lai trí thanh tịnh sinh ý nghĩa cao vời, biểu ly các sở hành. Ta có ba thứ trí, bậc thánh thường chiếu sáng, phân biệt nơi các tướng mở bày tất cả pháp. Trí ta lìa các tướng vượt qua khỏi dị tường, về các hàng thanh văn chấp chặt vào pháp hữu. Tuệ Như Lai không nhiễm vì đủ đạt duy tâm. Này đại tuệ, các ngoại đạo có 9 loại kiến thức về sự chuyển biến. Đó là một chuyển biến về hình, hai chuyển biến về tướng, ba chuyển biến về nguyên nhân, bốn chuyển biến về sự phù hợp, năm chuyển biến về kiến giải, sáu chuyển biến về nguồn gốc, bảy chuyển biến về vật chất, tám chuyển biến về những điều kiện rõ ràng, và 9 là chuyển biến về sự tạo tác rõ ràng. Đây là 9 kiến giải mà tất cả ngoại đạo đều nhân ra đó mà xây dựng trên luận thuyết chuyển biến của hữu và vô. Trong đó chuyển biến về hình nghĩa là sự khác biệt về hình tướng bên ngoài, ví như vàng có hình dáng khác nhau khi dùng làm đồ trang sức, như chiếc vòng đeo tay hoặc đeo cổ, nhiều thứ khác nhau, hình dáng cũng giống nhau nhưng bản chất nó vẫn là vàng không khác. Tất cả sự vật chuyển biến cũng như vậy, các hồ ngoại đạo khác chấp chặt vào những chuyển biến đó cho rằng chúng không phải như vậy mà chẳng khác nhau. Tất cả sự khác biệt trong sự chuyển biến đó đều do phân biệt. Thế nên biết rằng cũng như sữa đông lại thành sữa đông và trái cây chín thành rượu, các nhà ngoại đạo cho đây là có sự chuyển biến. Thực ra không có cái gì được chuyển biến, hoặc hữu hoặc vô, là những gì được thấy từ chính cái tâm, không phải ngoại vật. Đó là những gì mà cái phần phu ngu muội bị sinh khởi từ tập khí và tâm phân biệt, chứ thật ra không có một pháp nào sinh ra hay mất đi. Giống như nhiều màu sắc được thấy do ảo ảnh hay trong giấc mộng, những đứa con người thật nữ mà nói có sống và có chết. Đức Thế Tôn nói kệ, hình chuyển theo thời gian, giác quan và bốn đại dần sinh trong trung ấm, vọng tưởng không trí tuệ. Chư Phật không phân biệt nhân khởi và thế gian, nhưng chuỗi nhân quả ấy giống như thành càng thác bà. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ là bạch Đức Thế Tôn, với xin Đức Như Lai giải thích cho con nghĩa lý sâu xa và sự ràng buộc và cách giải thoát của tất cả các pháp, là cho con và các Bồ Tát hiểu biết rõ ràng về pháp này. Khi chúng con không bị rơi vào sự ràng buộc của ngôn từ và ý nghĩa sâu xa, thì chúng con sẽ tách rời ngôn ngữ, văn tự, hư vọng, phân biệt. Cho con sẽ vào trong tất cả cõi vật, có năng lực thần thông tự tại và ấn quyết đàn la ni. Chúng con được tòa giác an trú nơi 10 nguyện vô tận, biến hiện tất cả bằng hành tác tự tại, do ánh sáng chiếu ngời như mặt trăng mặt trời chỗ ngọc, đất nước lửa gió, và dựa ở các cấp độ xa lìa kiến giải phân biệt. Khi biết tất cả các pháp như huyễn, như giấc mộng, chúng con an trú vào địa vị Như Lai, hỗ trợ khắp các chúng sinh, làm cho họ biết vạn pháp đều giả dối không thật, và giải thoát cho họ ra khỏi chấp chặt về hữu và vô, đoạn trừ chấp trước, về sinh diệt ở đấm trước ngôn từ, chuyển được tâm thức. Đức Phật bảo, các ông hãy lắng nghe lời ta nói. Này đại tuệ, sự chấp chặt sâu xa nhất của con người đối với tất cả các pháp, tức là cái ý nghĩa mà chúng ta hiểu trong ngôn từ thật vô lượng, nghĩa là sự chấp chặt vào các hình tướng, nhân duyên, hữu và vô, sinh và không sinh, diệt và không diệt, thừa và phi thừa, hữu vi và vô vi, tự tướng của các địa. Sự chấp chặt vào chính sự phân biệt và sự phân biệt sinh khởi từ chứng ngộ, sự chấp vào hữu và vô, và các nhà ngoại đạo bị ràng buộc sự chấp vào ba thừa và nhất thừa. Này này tuệ, đây là những sự chấp trước sâu xa có vô lượng thứ mà các phàm phu tự phân biệt chấp chặt vào một cách thâm sâu. Những sự phân biệt này như con tầm làm kiến, vì những sự tơ phẩm tưởng quấn lấy chúng và cuộn những con tầm khác nữa. Các phàm phu chấp chặt vào những ý niệm về hữu phàm phu đang mê đắm liên kiên trì. Này đại tuệ, trong đây thật chẳng phải là nơi cố tịch và chẳng phải là tướng cố tịch, vì đại Bồ Tát thấy tất cả các pháp trụ nơi vắng lặng mà không phân biệt vậy. Nếu Bồ Tát hiểu rõ các pháp được thấy chính do tâm, không có vật bên ngoài, đều cùng vô tướng, tùy thuận quan sát đối với
hoặc hữu hoặc vô, hoặc phân biệt sự chấp chặt đều thấy suốt tịch tỉnh. Như thế không có tướng chấp chặt hay không chấp chặt. Nơi đại tự trong đây không có trói buộc, cũng không có giải thoát. Chỉ trừ kẻ không thật hiểu rõ mới thấy có sự trói buộc và giải thoát mà thôi. Vì sao vì trong tất cả các pháp không có hữu và vô, tiêu trong thể tánh nó không thể được. Đại đại tuệ Phạm Phu Mô Si có ba sự ràng buộc, đó là tham sân si cùng ái tái sinh, có hữu và hỷ và tham. Do những thứ này trói buộc làm cho chúng sinh bị luân chuyển sinh trong năm đường. Nếu sự trói buộc được chấm dứt thì những chúng sinh đó sẽ không có tướng là buộc hay không buộc. Nơi đại tuệ đã có chấp trước vào duyên ba hòa hợp thì các tức trói buộc lần lượt khởi lên. Vì do phải có chấp trước cho nên có sự trói buộc. Khi ba hòa hợp làm cho các thức vận hành không còn thì sẽ thấy ba giải thoát. Tất cả những sự trói buộc đều không sinh khởi. Đức Thế Tôn đã kể vọng tưởng phân biệt sinh, và đó là ràng buộc. Như thật biết điều này, lấy buộc ràng đức đoạn, phàm phu không thấu triệt. Ràng buộc bởi nghĩa từ, ví như nằm tầm trong kén, vọng tưởng tự quấn mình. Bây giờ Bồ Tát Đại Tệ bạch, và Thế Tôn như thông đã dạy, do một số tâm phân biệt các pháp vốn dĩ không có tự tánh trong các pháp, đó chỉ là vọng chấp chứ thật không có các pháp. Và chăng sự do sạch của các pháp sẽ không tan hoại. Đức Phật nói là đại tuệ đúng thế, đúng thế, đúng như lời ông nói. Tự tánh của các pháp là sự phân biệt của phàm phu, thật ra không phải như họ phân biệt, đó chỉ là vọng chấp không có tánh tướng. Nhưng các bậc thánh vừa được mất trí tuệ xác nhận bằng cái biết thông tuệ, thấy được tự tánh của các pháp. Bồ Tát Đại Tệ bạch, các thánh nhân thấy có các pháp bằng tánh bằng đôi mắt thánh tuệ chứ không phải cái thấy của trời, của người, không giống sự phân biệt của kẻ phàm phu, thì làm sao những kẻ phàm phu ấy từ bỏ những phân biệt của họ khi mà họ không thể hiểu rõ các pháp của bậc thánh. Bạch Thế Tôn, vì họ không điên đảo, cũng chẳng không điên đảo. Vì sao? Vì họ không có trí thấu suốt của bậc thánh. Cái thấy của bậc thánh xa lìa tưởng hữu và vô, thánh trí cũng không giống như người phàm phân biệt, vì khía cạnh thật của nó đúng như nó, chứ không phải tướng cảnh giới không khác, không gì khác trong chính nó tạo ra. Họ cũng thấy có các tướng của pháp tánh, nhưng không gì khác hơn là do tánh tưởng tượng của họ tạo ra. Không nói đến có nhân duyên hay không nhân duyên, họ rơi vào cái thấy hình tướng của các pháp tánh. Bạch Thế Tôn, ngoài ra các cảnh giới ấy đã không giống nhau, như vậy thành ra phần lỗi về vô cùng. Vì chấp vào tướng của thật tánh đi hồi rõ các pháp. Bạch Thế Tôn, các tướng của pháp tánh không có nhân phân biệt thì làm sao có thể bảo rằng do phân biệt mà có các pháp? Bạch Thế Tôn, tướng của phân biệt không giống tướng của các pháp. Một khi nguyên nhân không giống nhau thì làm sao các pháp mà do phân biệt được? Và tại sao sự phân biệt của người ngu không thể đúng như thật tánh? Nhưng Thế Tôn dạy cho chúng con rằng, vì muốn làm cho chúng sinh gạt bỏ sự phân biệt của họ, cho nên nói tướng của các pháp giống như những điều họ phân biệt, không đúng như vậy. Và Thế Tôn, có phải để cho chúng sinh thoát khỏi ý niệm chấp trước các pháp hữu và vô, họ là chấp trước cảnh giới thánh trí, nên rơi vào kiến giả vô hữu? Vì sao Thế Tôn lại dạy học thuyết không vô vắng lặng mà tự tánh của nó là thánh trí? Đức Phật nói này đại tuệ, không phải là ta phủ nhận học thuyết vắng lặng, cũng không phải là ta rơi vào kiến giải thật có. Vì sao? Vì ta đã nói tự tánh của thánh trí là cho chúng sinh vốn từ thời quá khứ đến nay luôn chấp trước về hữu, mà nói các pháp vắng lặng của bậc thánh làm cho những ai đã nghe được, nghe rồi không sinh tâm sợ hãi và có thể chứng thực thánh vắng lặng để bỏ trạng thái mê hoặc rối loạn, hoặc nhập vào chân lý duy thức, biết là những gì được thấy chính tự nơi tâm, hội ngộ ba môn giải thoát, đạt dấu ấn như thật. Họ có trực giác thấu suốt tự tánh của các pháp nơi cảnh giới bậc thánh, là bỏ được tất cả chấp trước hữu vô. Nơi đại tuệ Bồ Tát không nên thành lập luận đề tất cả các pháp đều không sinh. Vì sao? Vì tất cả các pháp vốn không có, và luận đề ấy xác định bằng tính chất của sự sinh. Này đại tuệ, tất cả các pháp không sinh thì chính là lời nói này
tự hủy hoại luận đại. Vì sao vì theo luận đề này, cái gì mang bản chất hữu sẽ được định tính bằng tính chất của sự sinh, trong khi các Bồ Tát xác định rằng tất cả các pháp là tướng không sinh cũng không diệt. Cho nên luận đề này nhập vào trong tất cả các pháp. Pháp hữu, pháp vô của luận đề này đều không sinh. Luận đề này nhập vào trong tất cả các pháp. Vì tướng hữu, tướng vô cũng không sinh. Cho nên tất cả các pháp không sinh của luận đề này lại đánh bại chính luận đề. Không nên lập luận đề này vì có nhiều lỗi, tướng trạng nhân này lẫn lộn khác nhau. Như chủ trương rằng các pháp không sinh hay các pháp là trống rỗng, không có tự tánh. Này đời tệ, các Đại Bồ Tát nên nói rằng tất cả các pháp như huyễn hóa, như giấc mộng, và chúng được nhận thấy như không thấy. Và tất cả các pháp đều là tướng mê hoặc rối loạn, ngoài trừ cảm giác sợ hãi khởi dậy trong tâm của người ngu. Này đại tuệ, người ngu si vì rơi vào kiến giả và hữu và vô, chế để cho họ sợ hãi sẽ lánh đại thừa. Đức Thế Tôn nói kệ: không tự tánh giả thiết, vô sự vô y xứ, phân biệt bởi người ngu kém hiểu như thế ma. Tất cả pháp không sinh thành lập của ngoại đạo, không cần có thiết lập, chẳng do duyên thành tựu. Tất cả pháp không sinh, người trí không phân biệt. Luận đề được tạo nên, lập luận không tồn tại, giống như người nhắm mắt thấy nhầm nghĩ hoa đốm. Các pháp cũng như vậy, người ngu vọng phân biệt, ba cõi chỉ giả danh, không có thể pháp thật. Do lập giả thuyết này, họ tiếp tục phân biệt các sự tướng giả danh, đồng loạn lời tâm tức. Đệ tử Phật vừa qua, dầu chốn không phân biệt, chứ không nước tưởng nước. Đây do khởi ái sinh. Người ngu nhìn các pháp, bậc trí không như thế. Thanh nhân thấy thanh tịnh, sinh ra ba giải thoát, vừa khỏi sinh và diệt. Thường dầu cõi vô tướng, tu hành cõi vô tướng, cả vô tướng cũng không. Bình đẳng hữu và vô, và thánh trí được sinh. Pháp hữu vô thế nào cũng thế nào thành bình đẳng. Nếu tâm không hiểu pháp, đồng loạn trong ngoài giữa, tâm thấy được bình đẳng, đồng loạn sẽ không còn. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ Bạch và Thế Tôn như lời Thế Tôn dạy, để biết cảnh giới trở lại giả danh hoàn toàn chỉ thể nắm bắt, thì không có sự chấp giữ. Không có sự chấp giữ thì không có chấp giữ. Hành động chấp và sự chấp cả hai đều không nên phân biệt, không còn phát sinh nữa, gọi đó là trí. Bạch Thế Tôn, có phải vì trí không đạt được cảnh giới, chứ không nhận biết được tướng riêng, tướng chung, nghĩa giống và khác của tất cả các pháp cho nên gọi là chẳng thể ư? Hay là vì tướng riêng, tướng chung, các loại tướng của các pháp không giống nhau mà chấp khuất nhau cho nên gọi là chẳng thể chăng? Hay là bị trở ngại vì ngọn núi, vách đá, bức tường, tấm màn, tấm trướng, làm cho không thể đạt được trí tuệ siêu việt chăng? Hay là vì quá xa hay quá gần, hay vì tuổi già, tuổi trẻ, mù lòa, do các giác quan không hoàn hảo nên không đạt được? Nếu cái biết không đạt được là do chúng ta không nhận biết tướng chung, tướng riêng, đơn tính, đa tính của các pháp thì gọi là bất đắc. Ở đây không gọi là trí, nên gọi là vô trí. Do có cảnh giới trước mắt mà chúng ta không biết chúng. Nếu phải biết chúng ta không thể đạt được vì ngăn che bởi tướng chung, tướng riêng, tất cả không giống nhau của các pháp thì đó là phi trí. Vì biết nơi cảnh nên gọi là trí chứ chẳng phải là không biết. Nếu cái biết không đạt được do trở ngại của ngọn núi, vách đá, tường, tấm màn, tấm trướng, hay quá xa quá gần, tuổi trẻ, tuổi già, mù loà, vân vân, thì không phải là trí. Bởi vì đối với cảnh giới có mà trí không đầy đủ nên không biết vậy. Đức Phật bảo: này đại tuệ, đây thật là trí không phải như thầy nói. Lời ta nói chẳng phải là lời nói năng chê. Ta nói rằng cảnh giới là giả danh, chẳng thể nắm bắt. Vì hiểu rõ rằng có và không của pháp bên ngoài đều là thấy tự nơi tâm. Đối với sự việc ấy, trí hoàn toàn chẳng thể nắm bắt. Vì vô đắc cho nên đối tượng không khởi, nhưng mà bây giờ các thì thể của trí cũng mất luôn. Không như những tưởng tượng của phàm phu từ tập khí diễn ra liên tục, chấp chặt từ đời thời vô thủy đến nay. Giờ các pháp bên ngoài, đối với các loại hình tướng hoặc hữu hay vô, thế nên như thế nên biết là không hiểu, không biết các pháp chỉ được thấy tự tâm. Họ bị vướng mắc vào cảnh trí phân biệt của ngã và ngã sở, không biết ngoài pháp là có hay không. Tâm của họ trú nơi đoạn kiến, thì muốn làm cho họ chấm dứt hẳn sự phân biệt như thế, nên ta nói tất cả pháp do tâm tạo.
Đức Thế Tôn nói kệ: Nếu cái biết đối tượng, trí tuệ không thấy rõ, thật vô trí phi trí, đó gọi là vọng chấp. Che đậy nhau vô cùng, trở ngại xa hay gần, trí tuệ không thể thấy, gọi là trí sai lầm. Do tuổi tác mù lòa, không thật biết cảnh giới, trí tuệ không sinh khởi, gọi là trí sai lầm. Lại đại tuệ, kẻ phàm phu ngu si, bản chất vốn sai lầm, bị mê hoặc bởi những phân biệt tà kiến, không hiểu rõ chân lý và những thuyết giảng ấy bằng ngôn từ, do chấp vào những hình tướng bên ngoài vốn được thấy bằng tâm, và chấp vào những học thuyết mà không biết đó là phương tiện. Không, họ không thể tu tập thanh tịnh để tiếp nhận chân lý tách rời bốn mệnh đề. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, tôi đúng vậy, đúng như lời Thế Tôn dạy. Xin Thế Tôn nói cho nghe về pháp chân thật và những ngôn thuyết về chân thật ấy. Về chân lý ấy, thì đó con và các Bồ Tát hiểu tường tận giữa hai pháp này, mà các ngoại đạo hay thâm văn duyên giác không thể thâm nhập được. Đức Phật nói: Các ông hãy lắng nghe ta nói. Lại đại tệ, có hai phương pháp của các Đức Như Lai trong ba đời là quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là pháp giảng dạy và pháp như thật. Pháp bằng ngôn thuyết nghĩa là tùy theo tâm của chúng sinh dùng nhiều pháp môn, nhưng phương tiện để chỉ dạy cho họ. Pháp như thật là người tu hành tách rời được những sự phân biệt, những gì được thấy từ tâm, không rơi vào nhị biên của đồng và dị, câu hữu hay không câu hữu, vượt khỏi tất cả tâm ý và ý thức. Đối với cảnh giới thực hành của thánh trí tự chứng thì không liên quan đến những nhân duyên tương ứng với kiến phần và tướng phần. Tất cả ngoại đạo thanh văn chuyên giác rơi vào nhị biên vì không thể biết, đây gọi là pháp như thật. Hai loại pháp này thầy và các chúng Bồ Tát hãy khéo tu học. Đức Thế Tôn nói kệ: Ta nói hai loại pháp, lời dạy và như thật, giảng dạy cho kẻ ngu cùng người tu thật chứng. Bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch: Và Thế Tôn, có lần Đấng Như Lai dạy rằng luận về chú thuật Lô Ca Gia Đà chỉ có thể gặt hái được nhiều tài lợi trần tục chứ không có lợi lộc về pháp, không nên thân cận phụng sự và cúng dường. Bạch Thế Tôn, vì sao Đấng Như Lai lại dạy như thế? Đức Phật nói: Này Đại Tuệ, vì tất cả những luận của Lô Ca Gia Đà chỉ là những câu trang sức văn vẽ mê hoặc người ngu, những ngôn từ dối trá, tuân theo trần tục những lời dạy đó hoàn toàn không phù hợp với sự thật, không đúng với nghĩa lý, không chứng nhập nơi cảnh giới chân thật, không tỏ ngộ tất cả các pháp, thường rơi vào nhị biên, từ đến mất con đường chân chánh của làm cho người khác lạc lối, bị luân hồi trong các nẻo vĩnh viễn không thoát ra được. Vì sao? Vì họ không hiểu rằng các pháp không có gì ngoài cái nhìn thấy từ tâm. Họ bị chấp chặt vào ngoại cảnh, tâm thật ý niệm về phân biệt. Cho nên tạo bản văn từ của luận thế gian tuy là hay đẹp, nhưng chỉ để mê hoặc người ngu là không thể làm cho thoát khỏi tai họa như sinh già bệnh chết đau buồn. Này Đại Tuệ Thích Đại Hoằng Nhân là người hiểu rộng các luận thuyết, chứ đâu ông ta là tác giả của các luận thuyết. Nhà luận thuyết này có một đệ tử hiện thân là rồng đến cùng Đế Thích và đưa ra luận thuyết với lời phân cách rằng: Này Kiều Thi Ca, ta cùng ngươi tranh luận, nếu ngươi không bằng ta, ta sẽ đập vỡ chiếc xe có ngàn nan của ngươi, và nếu ta không bằng ngươi thì tất cả đầu rồng của chúng ta sẽ bị chặt tường đoạn để thanh lối sự thua ấy. Nói xong, người đệ tử ấy đưa ra vấn đề tranh luận và đã đánh bại được Đế Thích, do đó chiếc xe có ngàn nan bị đập vỡ. Thế rồi người đệ tử ấy trở lại cõi này: Này Đại Tuệ, ngôn luận của thế gian trang bị rất nhiều lý luận và dẫn dụ cho đến có thể hóa hiện hình rồng, và dùng những văn từ hay đẹp để mê hoặc chư thiên và Atula, làm cho họ chấp chặt vào ý niệm sinh diệt, cái sự thấy và thư chú cho người. Thế nên Này Đại Tuệ, không nên thân cận phụng sự và cúng dường Lô Ca Gia Đà, vì họ đã tạo tác nguyên nhân làm cho khổ đau sinh khởi. Này Đại Tuệ, thế luận chỉ nói về cảnh giới do thân thể biết được. Này Đại Tuệ, thế luận kia có trăm ngàn câu chữ, ở trong những đời sau có những sự, có những dự kiến chống đối nhau, chúng ta phân tán chia sẻ thành nhiều bộ phái, và mỗi nhóm mắc vào lập luận cho mình là đúng. Mà Đại Tuệ, đây là chẳng phải là hàng ngoại đạo hay có thể lập giáo pháp. Chỉ có Lô Ca Gia Đà dùng trăm ngàn câu cú để giảng rộng bằng vô lượng nguyên nhân và hình thức khác nhau, hoàn toàn không phù hợp với chân lý,
mà họ cũng không tự nhận ra rằng đó là những luận thuyết mê hoặc thế gian. Bồ Tát Đại Tuệ bạch và Thế Tôn, nếu luận của Lô Ca Gia Đà tạo ra với những từ ngữ câu cú thí dụ hay đẹp, nhưng lại là những chấp chặt theo chủ trương của mình, không đúng với pháp như thật, đó là của ngoại đạo. Và Thế Tôn cũng giảng thuyết việc của thế gian, nghĩa là Thế Tôn cũng giảng thuyết nhiều về thế luận, bởi những ngôn ngữ phân tử khác nhau cho các chúng hội trời người ở khắp cõi nước mười phương phân tập về, chẳng phải là pháp do Thế Tôn chứng đắc bằng trí tuệ của bậc thánh. Như vậy Thế Tôn cũng đồng với ngoại đạo thuyết giáo hay sao? Đức Phật nói này đại tuệ, ta không thuyết giảng thuyết thế luận, cũng không giảng đến giảng cái đến và đi, nhưng ta thuyết giảng các pháp không đến không đi. Này đại tuệ, đến nghĩa là sinh khởi và tích tập, đi nghĩa là hoại diệt. Cái gì không đến không đi thì gọi là không sinh không diệt. Này đại tuệ, người ta thuyết giảng không giống như ngoại đạo đã rơi vào trong sự phân biệt. Vì sao? Ngoài cái có không của các pháp thì không có sự chấp trước. Thế rồi tất cả chỉ do chỉ có tự tâm nên không thấy có hai thủ, không thấy cảnh tướng của hình sắc, không sinh phân biệt, đến họ được nhập vào bao mông giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này đại tuệ, ta nhớ khi ta đang ở tại một nơi nào đó, có một thế luận Bà La Môn đến chỗ ta và hỏi thẳng ta rằng, thưa Cồ Đàm, có phải tất cả đều do hành động phải không? Khi ấy ta đáp, này Bà La Môn, nếu biết tất cả đều do hành động thì đó là chủ trương đầu tiên của thế luận. Ông ta lại hỏi, vậy thì có phải tất cả đều chẳng phải là hành động phải không? Ta đáp, tất cả đều không phải hành động, thì đó là chủ trương thứ hai của thế luận. Người Bà La Môn lại hỏi, tất cả là thường chăng, tất cả là vô thường chăng, tất cả là sinh chăng, tất cả là không sinh chăng? Ta đáp, này Bà La Môn, tất cả chủ trương thứ sáu, đây là chủ trương thứ sáu của thế luận. Thưa Cồ Đàm, có phải tất cả là một, có phải tất cả là khác, có phải tất cả là kết hợp, tất cả là không kết hợp, có phải tất cả đều do nhiều nhân duyên mà thọ sinh? Này Bà La Môn, đây là chủ trương thứ 11 của thế luận. Nhưng khi lại hỏi, có phải tất cả những điều, tất cả đều hữu ký, và tất cả đều vô ký, có ngã không hay vô ngã, có thế giới này không, không có thế giới này, ư, có thế giới khác hay không có thế giới khác, có giải thoát hay không có giải thoát, có sát na hay không phải là sát na, có hư không, niết bàn và phi trạch diệt, do tạo tác hay không tạo tác, có trung hữu hay không trung hữu. Này Bà La Môn, đây là thế tuận, thế luận hoàn toàn không phải là luận thuyết của ta. Này Bà La Môn, ta thuyết giảng rằng, nhờ nơi hí luận sai lầm từ bảo thủy và các tập khí xấu mà sinh ra ba cõi, vì không nhận biết rõ rằng tất cả đều chính tự tâm mà chấp chặt vào các pháp bên ngoài đều không thật có. Theo hàng ngoại đạo nói thì ngã, căn và cảnh hòa hợp mà sinh ra. Ta biết ta không nói như vậy. Ta không nói về nhân, cũng không nói về nguyên nhân. Chỉ duyên vào vọng tâm mà có năng thủ và sở thủ. Nếu nói duyên khởi, không phải Bà La Môn và người chấp ngã khác có thể lường được. Này đại tuệ, hư không, niết bàn và phi trạch diệt chỉ có ý nghĩa về ba số đếm, nó vốn không có thể tánh, do đó không cần phải nói là chúng có được tạo ra hay không. Này đại tuệ, khi ấy thế luận Bà La Môn lại hỏi ta rằng, có phải do vô minh ái nghiệp làm nhân và duyên nên có ba cõi không, hay là không nhân duyên? Này Bà La Môn, hai câu hỏi này cũng thuộc về thế luận. Thưa Cồ Đàm, có phải tất cả các pháp đều nhập vào tướng riêng và tướng chung chăng? Điều này cũng thuộc về thế luận. Này Bà La Môn, khi nào còn có một chút tâm thức dao động phân biệt ngoại cảnh thì đều là thế luận. Này đại tuệ, khiến người Bà La Môn lại hỏi ta rằng, thưa Cồ Đàm, có triết thuyết nào không thuộc về thế luận không? Bao nhiêu ngôn từ luận thuyết mà tất cả triết gia nói bằng nhiều từ
và cụm từ khác nhau bằng những thí dụ và kết luận hay đẹp chẳng phải đều được rút ra từ trong luận pháp của tôi đó sao? Này Bà La Môn, có cái gì đó không phải là luận pháp của người, mặc dù nó không vượt khỏi điều người ta chấp nhận và nó không được thuyết giảng là những văn chương câu cú phù hợp hay không phù hợp với ý nghĩa lý. Có triết lý nào trong cuộc đời này mà không phù hợp với thế luận chăng? Có, nhưng nó không thuộc về sự hiểu biết của ngươi và tất cả hàng ngoại đạo. Vì sao phải chấp chặt vào những phân biệt sai lầm của ngoại pháp? Nếu có thể hiểu rõ được mọi hiện tượng trong cuộc đời này đều là biểu hiện của tự tâm, thì không sinh phân biệt và không chấp giữ thế giới bên ngoài. Ở ngay chỗ mình là không phát sinh sự việc, không phát sinh việc gì, là không phát sinh phân biệt. Đây là giáo pháp của ta, nó không thể có được. Này Bà La Môn, tóm lại, tùy theo chỗ nào đó mà trong tâm thức có sự đến và đi do biến đổi của sinh tử, hoặc tìm cầu yêu thương, hoặc cảm nhận, hoặc thấy, hoặc tiếp xúc, hoặc trú ngụ, nhận lấy các tướng, một sự hòa hợp và tương tục đối với ái, đối với nhân mà sinh chấp trước, đều là thế luận của ngươi, không phải là giáo pháp của ta. Này Đại Tuệ Thế Luận Bà La Môn đã hỏi những điều như vậy và được ta trả lời. Ông ấy không hỏi ta về thật pháp của ta mà chỉ im lặng bỏ đi. Người Bà La Môn thầm nghĩ Sa Môn Cô Đàm thật đáng tôn trọng, vì ông ta bảo tất cả các pháp không sinh khởi, không tướng, không nhân, không duyên, chúng được trông thấy bởi sự phân biệt của tự tâm và hiểu rõ rằng sự phân biệt này không sinh khởi. Mà Đại Tuệ Na Ta cũng hỏi ta về nghĩa này, vì sao thân cận các thế luận chỉ đạt được lợi trần tục chứ không được lợi giáo pháp. Bồ Tát Đại Tuệ Bạch, Đức Thế Tôn dạy những nghĩa, ý nghĩa về tà giáo pháp là gì? Đức Phật bảo này lành thay, ông đã nghĩ sâu xa về ý nghĩa này. Chúng sinh trong tương lai, vậy thì hãy lắng nghe cho kỹ. Này Đại Tuệ, gọi tài nghĩa là đối tượng người ta có thể sờ chạm, cảm nhận, nắm lấy hay nếm được, làm cho người ta ràng buộc vào thế giới bên ngoài, bị rơi vào nhị biên, từ đó tăng thêm ái sinh già bệnh chết lo buồn khổ não. Ta và chư Phật gọi đó là hỷ lạc thế tục, đó là đạt được sự thân cận của thế luận. Thế nào là pháp lợi? Nghĩa là hiểu rõ các pháp chính tại nơi tâm. Thứ hai, vô ngã nên không thủ nơi tướng, không có phân biệt, biết là các địa thì liệt khỏi tâm ý thức. Đó được tất cả chư Phật là cùng làm pháp quán đảnh nên nhận giữ và thực hành đầy đủ 10 nguyện vô tận được tồn tại đối với tất cả các pháp. Đây gọi là pháp lợi. Con người nhờ ba pháp này mà thoát khỏi tất cả các kiến giải, suy luận điên đảo, những phân biệt và khái niệm nhị biên về thường đoạn. Này Đại Tuệ Thế Luận của ngoại đạo, cái nhất người ngu si nơi vào nhị biên, tức là vĩnh cửu và đoạn diệt, chấp nhận học thuyết phi nhân duyên nên sinh khởi thường kiến. Do nhân hoại diệt nên sinh khởi đoạn kiến. Ta giảng không chấp vào sinh trụ diệt được gọi là pháp lạc, là hai tướng sai biệt của tài và pháp. Ông và các Bồ Tát hãy nỗ lực quan sát. Đức Thế Tôn nói kệ nhiếp phục các chúng sinh bằng giới ngăn mọi ác, trí tuệ diệt tà kiến, tăng trưởng được giải thoát. Sơ lầm ngoại đạo nói đều là luận thế tục, chấp vào sự tạm tác, không thể tự đứng vững. Chỉ theo chủ trương ta, không chấp vào năng sở dạy cho các đệ tử. Thất ngoài nơi thế luận, pháp năng thủ sở thủ ngoài tâm không hề có, nhị biên do tâm hiện, không dính dáng đoạn thường. Hệ tâm còn lưu chuyển thì đó là thế luận, người thấy được tự tâm, sự phân biệt không khởi. Nói đến sự thấy, thấy sự sinh, nó đi. Nói đến thấy sự sinh, nó đi, thì sự mất, hiểu rõ đến và đi, sự phân biệt chấm dứt. Thường hằng và vô thường, tạo tác không tạo tác, thế giới đây và kia, ý này của thế luận. Bồ Tát Đại Tuệ Bạch, Bà Thế Tôn, Phật nói đến Niết Bàn, nhưng pháp gì gọi là Niết Bàn? Niết Bàn mà tất cả ngoại đạo phân biệt là Niết Bàn nào? Đức Phật nói này Đại Tuệ, Niết Bàn mà các ngoại đạo phân biệt đều không có
tướng tùy thuận niết bàn. Ông hãy lắng nghe cho kỹ lời người ta dạy. Nơi đại từ có những nhà ngoại đạo cho rằng niết bàn phải được tìm thấy được các pháp vô thường, không tham đắm cảnh giới, tham giới các uẩn, các xứ và các giới, tâm và tâm sở không còn hiện hữu. Hoặc niết bàn phải được tìm thấy ở nơi nào không còn suy tưởng về quá khứ, tương lai hay hiện tại, giống như ngọn đèn bị tắt, như hạt mầm bị hư, như ngọn lửa không còn. Vì lúc ấy những chấp giữ không khởi, phân biệt không sinh, thì tư tưởng niết bàn sinh khởi. Này đại tuệ, không phải do kiến hoặc đoạn diệt có thể gọi là niết bàn, hoặc đi đến phương khác mà được gọi là niết bàn. Các nhà ngoại đạo nghĩ rằng niết bàn do rời xa đến một thế giới khác, hay giống như khi một ngọn gió ngừng thổi hoặc giải thoát khỏi kiến giải và các năng giác và sở giác thì gọi là niết bàn, và không khởi tâm phân biệt thường và vô thường hoặc gọi là được niết bàn. Hoặc có những người cho rằng phân biệt các hình tướng khác nhau sẽ sinh ra khổ đau, do không hiểu rằng tất cả đều hiện nơi tâm. Vì không hiểu biết như vậy nên họ sinh ra sợ hãi đối với sắc tướng mà tìm cầu nơi sắc vô tướng, nơi vô sắc tướng, và đắm say yêu thích chấp đó là niết bàn. Có một số người quan niệm niết bàn là biết rõ tướng chung, tướng riêng của các pháp bên trong bên ngoài và duy trì tính chất của chúng trong quá khứ, tương lai, hiện tại, không bao giờ đoạn tận. Họ có người chấp rằng niết bàn là ngã nhân, chúng sinh, thọ mạng và tất cả các pháp tồn tại bất diệt. Có những nhà ngoại đạo thiếu trí tuệ nhận định niết bàn là thế này: có tự tánh, vì dùng khả năng của con người làm ra tất cả các pháp. Có nhà ngoại đạo quan niệm niết bàn chính là sự dập tắt phước và phi phước, hoặc chấp rằng các phiền não được đoạn tận không phải do trí tuệ hoặc chấp niết bàn, do kết quả của tự tại thiên sáng tạo. Có những ngoại đạo lại bảo rằng chúng sinh lần lượt tương tác sinh ra, đó là nguyên nhân và không có nguyên nhân nào khác hơn nguyên nhân này. Đó là những người không có trí tuệ nên thiếu sự hiểu biết, và do vì không hiểu biết nên họ cho rằng chính đây là niết bàn. Có những người quan niệm rằng niết bàn là sự đạt được con đường chân thật và phân biệt được hư vọng. Một số người cho rằng niết bàn là năng lực, và có và người có năng lực hòa hợp một tánh khác, tánh là câu hữu không câu hữu. Một số người cho rằng niết bàn là các vật sinh ra từ tự nhiên. Như những hoa văn lốm đốm của lông con công, sự sắc nhọn của cây kim, mũi gai, hay nơi sinh ra các báu vật, tất cả những sự việc như vậy do ai sáng tạo? Thế nên họ chấp vào sự tự nhiên và cho là niết bàn. Và có một số nhà ngoại đạo cho rằng niết bàn là sự nhận biết 25 đế, hoặc có thuyết cho rằng niết bàn là những người tiếp nhận 6 phần bảo vệ chúng sinh, và có thuyết cho rằng thời gian là kẻ sáng tạo được thế gian, tùy thuộc vào thời gian tức là niết bàn. Hoặc họ chấp có vật là niết bàn, hay chấp không vật là niết bàn, hoặc chấp có vật không vật là niết bàn, hoặc chấp các vật cùng niết bàn không khác nên tưởng là niết bàn. Này đại tuệ, có những người ngoại đạo khác nói một cách khác nữa: bằng nhất thiết trí, bậc đạo sư đón lên thiết cấm của sư tử chúa, biết rõ rằng tất cả đều do tâm hiện ra, không chấp thuộc cảnh giới bên ngoài, xa lìa tứ cố, trú nơi thật tánh đúng như thật, không rơi vào dị biên và xa lìa năng thủ sở thủ, không rơi vào các lượng, không chấp vào sự chân thật, trú nơi pháp mà bậc thánh trí chứng đắc. Ngộ hai vô ngã, xa lìa hai phiền não, hai thứ chướng ngại được tẩy sạch, lần lượt tu trải qua các địa và chứng nhập nơi Phật địa, đã các đại tam muội như huyễn, viễn vượt khỏi tâm ý cho đến ý thức, đây mới chính được gọi là niết bàn. Này đại tuệ, những cố chấp sai lầm của hàng ngoại đạo kia không phù hợp với chân lý và không được người trí chấp nhận. Họ suy tưởng niết bàn theo nhị biên, ở đây không có gì sinh ra và không có gì mất đi. Các nhà ngoại đạo đều dựa vào tôn pháp của mình nên sinh ra sự biết sai lầm của mình đối với chân lý, hoàn toàn không đạt kết quả, chỉ làm cho tâm ý lăng xăng, dông lùi khắp nơi,
vì không tìm ra đâu là niết bàn. Ông và các Bồ Tát hãy nên xa lìa sự suy tưởng ấy. Lúc bây giờ Thế Tôn lặp lại bằng kệ tụng: ngoài đạo thấy niết bàn, phân biệt nhiều cách khác, đó chỉ là vọng tưởng, không phương tiện giải thoát. Thoát khỏi mọi phương tiện không đạt đến giải thoát, mà tưởng là giải thoát, thật ra không giải thoát. Thành lập của ngoại đạo bởi trí tuệ chấp sai và không được giải thoát, lầm ngu si phân biệt. Những ngoại đạo si mê thấy sai lầm, thấy sai làm sự lại đấm trước luận hữu vô, thế nên không giải thoát. Phàm phu phàm ngu ưa phân biệt, không nên tuệ chân thật, cho rằng gốc ba cõi chân thật nhân diệt khổ, ví như ảnh trong gương tuy hiện nhưng không thật. Tâm trong gương tập khí, phàm phu thấy có hai, không hiểu do tâm hiện nên khởi hai phương phân biệt. Nếu biết chỉ tại tâm thì phân biệt không còn. Tâm tức là đa dạng lìa tướng thấy bị thấy, như người ngu phân biệt chứ thấy như không thấy. Ba cõi chỉ phân biệt, ngoại cảnh đều không có, chúng hiện do vọng tưởng, phàm phu không hiểu vậy. Phân biệt trong các kinh thật chỉ khác danh từ, nó tách rời ngôn ngữ, nghĩa ấy đạt được chi? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Nhập Đăng Già, quyển 4. Người đem có đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, cho nên bốn ăn nặng dưới quốc của ba đường, nếu ai thấy nghe được Phật tâm Bồ Đề, không báo thân này sanh diệt phận cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thừa Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô